Sáng 25 tháng 6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh ghép đôi giữa một bé trai và một bé gái trên phố đi bộ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nội dung clip cho thấy một nhóm nam thanh niên đứng ra tổ chức chương trình ghép đôi chưa được cho phép, bật nhạc sôi động và yêu cầu hai em nhỏ đứng giữa đám đông lần lượt nhảy điệu nhạc này. Câu chuyện lên cao trào khi mà hai bé được người tổ chức chương trình hướng dẫn cách hôn nhau. Xung quanh mọi người cổ vũ nhiệt tình, thậm chí là quay lại sự việc rồi đăng lên mạng. Clip sau khi đăng tải đã gây phẫn nộ, bức xúc. Đa số ý kiến cho rằng hoạt động ghép đôi với trẻ em là phản cảm, không phù hợp. Một số người còn lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và tương lai của trẻ. Sự việc hy hữu xảy ra ngay tại phố đi bộ Hoàn Kiếm khiến nhiều người không khỏi bật cười. Được biết đã lâu lắm gia đình nhỏ mới có ngày rảnh rỗi cùng nhau lên phố đi bộ hóng gió. Nhân lúc vợ xin nước ấm pha sữa, ông bố trẻ phấn khích chạy về phía ban tổ chức xin ghép đôi để tìm mẹ mới cho con trai thay vợ cũ cho chính mình. Có lẽ do ấn tượng với vẻ đẹp của nữ chính được lựa chọn ghép đôi mà anh chồng không ngần ngại bị đứa con còn đang khóc nức nở trên người xin cơ hội làm quen với người đẹp. Tuy nhiên ngay lúc diễn biến đang dâng cao thì chị vợ phát hiện lạc mất cả chồng lẫn con. Mãi sau nghe thấy tiếng con khóc, chị mới thấy chồng đang làm trò ở giữa phố xá đông người, còn con thì chồng mặc kệ. Quá bực tức, chị vợ xông vào kéo người chồng mình ra và cho anh nhà phát tát thẳng mồm, can tội để miệng đi chơi hơi xa. Người mới tìm còn chưa thấy, bản thân đã suýt bị đuổi khỏi nhà. Không rõ nên tội cho anh ta hay thấy đáng đời.